Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ. Ok. Vùng nghĩa trang rất là rộng rồi, rộng thế. Rộng quá. Rất nhiều các cái bia liệt sĩ ở đây, mộ liệt sĩ ở đây. Nhưng mà chị phải thật nhé, ngay sau khi chị đi Vịnh Xuyên xong nhé, là chị phải đi. Đây là thắp hương. Rộng nhà chỗ này rộng thế. Nếu mà nói đúng người ta nghe mà. Chỗ này em có biết có khoảng bao nhiêu mộ không? À, còn đâu là không vô danh hết à? Không phải vô danh mà là chưa biết được tên. Ờ, có là không tìm được tên. Còn 40 mộ là chính thức là 40 mộ có tên. Phan Đình Giót. Phan Đình Giót. Đâu Phan Đình Giót chỗ nào? Đây à, đa bốn cái mũi đầu kia đấy hả? Đấy, bốn mũi là à, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn với là gì? Với cả Trần Can. Tôi Vĩnh Diện. Rồi. À, giờ. Anh Thích ơi. Ơi. Ông nội của Minh ở đội em 1 đấy. À, thế à? Minh bảo là về để thắp hương cái này không tí ấy. Đấy, thắp hương rồi gửi cho nó. Thắp Minh ấy. Ờ. Gọi phê tham cho anh ấy khấn. Ờ. Đây có hai cái mã là to kia nhỉ? Đây là Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn. Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn đây. Còn đây là Trần Can với cả Tô Vĩnh Diện bên này. Rồi, đứng lệch ra tí nhá. À, đây là chụp. Vân, để mít tiền lẻ cho đoàn. Đây. Ơi. Chụp lại màn hình nhá. Âm lượng đi lên với pháo kích bắn vừa chôn xong lại pháo kích ầm ầm xưa toàn thế nát. Anh chị ơi. Bất giác.